Em mới lớn mà, mới có 20, 21 tuổi thôi. Mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn. Thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau. Thì tới trưa ngày hôm sau, tới trưa ngày hôm sau. Thì số tập? Dạ 12. Trời ơi! Rồi, phá kỷ lục. Ôi đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày thôi đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹp. Mới 2 ngày thôi, 16 tập. Dạ, tiếp theo xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả khán giả có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi. Quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, giờ mời cô dâu xinh đẹp. Dạ, em tên là Trần Thị Bảo Yến ạ. Là em năm nay là 29 tuổi. Quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến và Huy. Dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ, em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên thì bạn đó thì không có xe thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Thì vô tình thì gặp chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. À. Em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác. Tại vì người khác đều là người lạ cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích. Tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em rồi xóa hết những tin nhắn rồi em mới vô tình là em nhìn ngang em nhớ số liền và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau thì nhắn tin Facebook thôi thì chồng em mới khi em thôi ở đó đi đợi thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết cái mới gọi điện thoại cho em cũng bất ngờ ủa sao mà biết số điện thoại của mình. Thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện hoặc là gọi điện thoại chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á, kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi. Em mới nhắn tin cô cuối em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi cho nên là không có nhắn nữa. Cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho em nghĩ bình thường thôi thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50. Đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua. Dạ nó em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau đi ăn uống đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ trong cái lúc đó là em đang có bạn trai cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á kiểu như là chia sẻ cái này cái kia nọ thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi thì em nói Huy làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Không muốn quen. Thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi. Là em nghĩ là trên đó chắc bên đó chắc nghiêm túc lắm á. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa thì em mới là Huy ơi, cái nói nghe nè. Cái nói xong trả lời thì chồng em suy nghĩ chút với chồng em nói đồng ý. Thì cái đó là cái lời gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi chứ em không có nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ khi mà em nhận được cái tin nhắn đó thấy bị rối rồi xóa não liền đúng dạ, không thấy giống như là em mới lớn mà mới có 20-21 tuổi thôi mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Mới đầu là ra bờ sông anh giặt áo phơi rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ đâu nữa? Sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá em nói thôi
mình vô khách sạn đi. Đó 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 đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá. Vô trọng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là vợ em tắm trước. Rồi em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm vô tắm luôn. Cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó. Rồi tắm xong rồi làm cái gì? Na, kể đi nè. Lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đang hứng, để người ta kể. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Ngắt ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 à. 20 đâu? 20 thôi. Thì vô ông đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện hồi thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới tới. Thì chồng em là còn zin. Em cướp đời trai của anh ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á thì em đi ra trước thì em mới là em giật cái chứng minh. Thì em nhìn mới thấy 1994. Trời ơi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích, thì cái gu của em là thích trẻ trẻ. Cái lần đầu của em sao Huy? Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Nhưng mà mình lúng túng, mình không biết gì hết trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ á. Thương quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó là chỉ có phim nhiều tập hay là phim, một, là phim nhiều tập. Chiếu rạp dạ, một tập. Bữa đó thì cũng 4 tập. Tôi đang chờ phá kỷ lục số 7. chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, đá banh cũng chuyên nghiệp, thì đá banh thì rủ em đi theo. Thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch, nên là mọi người cùng ăn uống này kia. Thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn, thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau, thì tới trưa ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi, ơi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày thôi dạ. Đó. Trời ơi, như trời vậy dọn dẹp. Mới 2 ngày thôi, 16 tập. Trời ơi. Tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới. Cưới được 2 năm rồi cưới. Bây giờ cưới được 2 năm dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Là có em bé. Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi. Đứa bé đầu 4 tuổi. Bé sau thì được 8 tháng. Ủa, 4 tuổi là... Vậy có nghĩa là... Dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng. Là em bặt đồ cưới là 7 tháng luôn. Trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không? Gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao Huy? Sao? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai. Mà không biết. Không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Cái vợ em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là bữa đó em cũng hoang mang. Quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu. Thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ngồi xuống con nói chuyện. Cái mẹ ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Rồi sao? Rồi sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Nói dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ em mới điện thoại lên cho mẹ vợ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói gì cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Bây giờ em đi na. Anh ấy có tật xấu không? Anh thấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy gì không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính lắm. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em vùng lên cái là xìu xuống.
bất cứ chuyện gì. Có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ. Đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu rất là nhiều. Nhậu cực kỳ nhiều luôn. Dữ đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Và có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn. Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập, nhưng mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi, mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề, thậm chí đồ lót, đồ trong, cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần một năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em. Thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có ba người em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao, mà chồng em lại có khi 3 tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao, chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá cũng nói ra hết. Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em. Là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân, rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là đồ lót ở đồ lót bên trong luôn. Dạ, chồng em rất là thích em bằng đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em. Bây giờ tới phiên Huy đó. Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ. Có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng, không biết nấu. Giặt đồ, không biết giặt luôn. Không giặt chứ không phải không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình. Việc ở ngoài rất là giỏi, nhưng mà việc gia đình không biết. Rồi em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn, biết nấu cơm cho chồng và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ, em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi, biết chia sẻ thì mới hiểu nhau. Chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha. Hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi, thì bạn này phải là cây tùng cây bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn, về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi, có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Huy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi, để cho con em nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi, em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Dạ. Rồi cứ thay đổi thử. Dạ. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào á em về em thử Na, đan biểu coi, ví dụ vậy. Anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Trời ơi, đau không? Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu vợ cho bằng được luôn. Vậy cái ủa sao vậy? Ủa có chuyện gì vậy? Mặt ngây thơ không biết gì hết. Anh nằm mơ. Tôi đến ngày hôm sau bụp. Ủa chị mơ, đêm nào cũng mơ đánh lộn vậy đó. Dạ có hai đêm mà sau về sau em tức quá, em đánh lại quá trời luôn. Và bây giờ thì Quốc Thuận xin mời quý vị khán giả đang trong trường quay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em.
Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Hữu Duyên, năm nay em 26 tuổi, em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh của công ty Hyundai Trường Chinh. Em là người gốc ở Sài Gòn. Thế còn em? Em xin kính chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Ngọc Vy, 26 tuổi, hiện là bác sĩ khoa gây mê hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Duy và Vy, hai em là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau năm 2008. Lúc đó là tụi em đi chơi những cái buổi sinh hoạt hè chung với nhau. Thì em là bên đội của mấy bạn nam, còn vợ em là bên đội mấy bạn nữ. Thì lần đó là em gặp vợ em xong thì em đã bắt đầu cảm thấy thích thích rồi. Khi đó vợ em mới nói một câu là: "Ê, cầm giùm cái giỏ coi." Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì em cũng đứng đó, em lấy giỏ, em nhận giỏ. Xong rồi thấy vợ em cười với em một cái, em nói xong rồi, tiếng sét ai tình. Cái giỏ đó là chắc có chứa sét luôn á. Xẹt một cái là dính luôn. Vậy thì còn em thì sao? Em nhìn anh này em có ấn tượng gì về anh không? Lúc mà đi thi bên công tác đoàn á, mình vô mình thi đấu gấp quá rồi, mà chỉ có muốn mình anh đứng ở cái chỗ đó thôi. Thế là em đi ra em kêu là: "Ê, cầm dùng cái giỏ coi." Em quăng đùng cái cho anh này anh cầm luôn. Sau đó em cười với một người khác, em cười với nhỏ bạn em mà ảnh tưởng em cười với ảnh. Trời. Rồi sau đó là như thế nào? Bao lâu thì các bạn mới quen nhau? Dạ thì với em với vợ em á thì em tự quy định ngày đó là em coi như là ngày quen đầu tiên của em luôn. Nhưng mà em phải có một cái chiêu gì đó để mà em chinh phục người đẹp này đúng không? Dạ đúng rồi, thì do là lên cấp 3 á, hồi cấp 2 thì tụi em học chung với nhau, nhưng lên cấp 3 thì mỗi đứa học ở một trường khác nhau. Thì từ trường của em qua trường của em là khoảng 5 cây số. Nhưng mà có một câu chuyện rất là vui, có nghĩa là ở đây khi mà trường em mà vừa đánh trống cái tung một cái là thầy cô chưa kịp báo là hết bài, là ở đây là em đã xong xuôi hết tập vở trong bỏ vào ba lô. Và tức tốc là trong vòng 7 đến 8 phút là em xuất hiện ở bên trường của vợ em. Trời ơi, nhanh như chớp ha. Tức tốc đạp đạp một cách mà phải nói là nếu mà hồi đó mà có mấy anh huấn luyện viên của đội tuyển xe đạp trẻ có thể thấy em, chắc cho em vào đội tuyển xe đạp của thành phố luôn. Vô, chinh phục túc vàng luôn á. Có phải là vì lý do đó mà em ngã với anh này không? Dạ thì trước giờ đi học á thì đưa rước toàn là ba em đưa rước thôi. Nhưng mà từ lúc mà có bạn đến bạn chở đi học rồi, thấy bạn cũng kiểu ngoan ngoãn hiền lành, không có ý đồ gì hết, thì ba em kêu là: "Vậy thôi bạn chở đi học luôn đi." Thì cứ đi với nhau một thời gian, vậy nó thành thói quen luôn. Bao lâu thì hai em mới chính thức là yêu nhau? Tụi em vợ em ở đây á là không có xác định rõ ràng là mình mối quan hệ như thế nào. Thì chính vì vậy cái một lần em nhớ không lầm á là năm đầu tiên của lên đại học, vợ em lại có nhiều thêm nhiều mối quan hệ hơn nữa. Có một người anh kia theo đuổi vợ em, ảnh cũng vừa giàu nè, đẹp trai phong độ mà lại học đại học trường y nữa, theo đuổi vợ em. Thì lúc đó mình vẫn chưa có được vợ xác nhận là quen. Lúc đó mình tự nhiên cái ghen anh. Bữa có một lần có một người bạn vô tình á, người đó nói lại với em: "Ê, tao thấy con Vy nó mới, thằng đó mới chở con Vy về kìa." Trời ơi, em là không cần xác minh cái gì hết, gọi điện thoại cho vợ em. Trời ơi, giống như là bao nhiêu giận mà nó xấu cơn hết, chút hết lên người vợ em mà không cho vợ em nói một cái gì luôn. Anh này thì anh nói kiểu lớn tiếng á, mà em mà nghe thoại ai mà nói lớn tiếng á là em không cần biết nội dung, em sẽ tắt máy đầu tiên. Sau đó anh này anh chưa đâu, anh gọi lại mấy lần nữa. Rồi sau đó anh nhắn tin, anh nói là em là một đứa lăng nhăng rồi này nọ, anh nói nặng lắm. Nên là em không có giải thích gì hết á, em cúp máy luôn. Rồi sau đó như thế nào? Chia tay. Sau đó là em chia tay anh này luôn. Bao lâu? Em chia tay liền luôn, chia tay trong vòng 6 tháng. Là 6 tháng. Trong 6 tháng đó thì... Mà em sao? Lúc em sống chết rồi, sống dở chết dở rồi. Lúc đó là vẫn còn rất là thương quá. Nhưng mà chẳng qua là tại vì mình ghen quá, tại mình xấu quá mà vợ mình là đẹp quá nữa. Xấu quá mà. Xấu ơi là xấu. Giận quá mất cô. Lúc mà em làm sao mà... Thì em thì vẫn cứ theo đuổi vợ em. Thì vẫn cứ là nhắn tin qua lại. Thì nhưng mà do là em nhắn tin á, thì tin nhắn nào của em đến á, thì vợ em đều xóa hết. Nên những cái gì mà em muốn giải thích hoặc là muốn giảng hòa thì vợ em đều không chấp nhận. Thì trong cái khoảng thời gian chia tay á, thì giống như em không có quan tâm đến bản thân mình lắm á. Kiểu như là mình cứ cắm đầu vô học này nọ. Thì có một hôm đi trên đường mà đi học từ thư viện về á, là khoảng 9 giờ tối, gần 10 giờ. Thì khi mà em về tới nhà thì em bị kiểu chưa về tới nhà đâu, em bị đau bao tử á. Thì em mới gọi điện thoại cho những người quen, em đưa ra một cái clip
ưu tiên 1, 2, 3, 4 em gọi hết luôn, nhưng mà không có ai ra được thì em mới nhớ tới anh này, mà một cuộc ảnh ra liền luôn. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, người ta chờ có nhiêu đó. Cơ hội. Em lúc đó em vẫn có lý trí lắm nha anh, có nghĩa là khi mà em chạy ra thì em nghĩ nếu bây giờ mình đi ra một mình thì mình sẽ phải đi chung với vợ mình về. Nên lúc đó mặc dù là 9 giờ rưỡi tối rồi, nhưng mà em vẫn gọi điện thoại cho một người bạn thân của em, là kêu là ê mày giúp giùm tao, bây giờ hiện tại là Vi đang đau bụng quá, không có thể nào mà di chuyển về được, thì mày có thể lên với tao hai thằng kè Vi về không. Em nói với bạn em là một đằng như vậy thôi, nhưng mà thật ra là em đang lợi dụng nó để lên trên đó, nó đi xe của em về, còn em đi xe em chở vợ em về. Wow. Cái câu chuyện này cái người bạn nó biết không? Dạ, người bạn đó chắc hôm nay em chia sẻ mới biết, chứ lúc đó không biết luôn. Mà chắc là bạn đó đến khi mà xem chương trình này rồi mới biết đúng không? Dạ, bạn đó đang có mặt ở trường quay. Đâu bạn nào đâu. Tôi hy vọng rằng bạn hãy nên đè nén cái cơn giận lại, đừng có nhào ra đây quánh bạn của mình nha. Coi như tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau đến đây là khoảng 8 tháng. Trời ơi, quen một thời gian dài dằng dặc vậy đó. Mà mới cưới đây. Dạ. Được 8 tháng. Trong 8 tháng qua thì các bạn có vỡ mộng gì về người bạn đời của mình hay không? Dạ, thì vợ em á, mỗi lần mà khi giận thì sẽ không bao giờ nói ra. Thành ra là mình cảm thấy có lỗi mà, nên là bằng mọi giá là em phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi của vợ em á, thì không đơn giản là ví dụ câu chuyện đó em vi phạm một lỗi thì em xin lỗi lỗi đó là xong, không có đơn giản hay đâu. Em phải ngồi em phải liệt kê ra là em bị cái lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái tự nhiên từ có một cái lỗi nhỏ cái lòi ra đâu ra 8-9 lỗi lớn. Một cái thứ hai nữa là vợ em rất là vui. Bình thường vợ em á, ngồi mà ngoáy mũi ra không sao. Không có em ở đó thì vợ em rất là bình thường. Có nghĩa là vẫn lấy khăn giấy nhẹ nhàng rồi chùi rồi lại đi vứt rác. Còn có em. Nhưng mà có em thì vợ em xong móc ra: chồng ơi, màu gì vậy chồng? Hôm nay nó lỏng hay nó đặc vậy chồng? Đã vậy thì đơn giản thôi đó. Chồng ơi, lấy cái tay của chồng á, chồng chiết tay. Chồng chiết vô khăn giấy giùm vợ nha. Cứ lần nào có em là 10 lần là y chang 10 lần là vợ em làm hành động đó. Nhưng mà cái đó em rất là thích. Tức là đến cái phần mà mong muốn thay đổi là không bao giờ mong không muốn làm thay đổi. Cái đó là một cái mà duy trì cho cái mối quan hệ vợ chồng á, lúc nào nó cũng vui vẻ vậy. Rồi còn em, giờ tới phiên Vi đó. Dạ, anh này á thì em không biết ở nhà như thế nào, nhưng mà khi đi với em á là quần áo thẳng tắp luôn, thơm tho. Mà em về tới nhà á thì em ở chung em mới biết anh này á là ảnh mặc đồ xong, mỗi ngày ảnh mặc một bộ, nhưng mà ảnh mặc xong rồi ảnh sẽ treo lên một cái cây treo đồ trong nhà. Thì em khi mà em vừa mới bước về nhà em thấy cái cây treo đồ nó đầy đồ luôn, thì em mới không biết được là đồ đó mặc bao nhiêu ngày rồi, thì em mới cầm hết đống đồ đó đi em giặt hết. Anh này về anh dãy nậy lên, anh nằm trên giường anh giật đùng lên. Ừ. Anh nói tại sao cái quần đó mới mặc 2 ngày mà giặt rồi phải mặc đủ 7 ngày em mới cho anh. Rồi tiếp đi em. Tiếp anh này anh lấy em về được 1 tuần là anh đánh em rồi. Ngủ nha là anh nằm cạnh, anh không có cho mỗi đứa nằm riêng ra, phải nằm lên tay, giơ tay vậy nè, nằm lên nằm sát vô. Buổi tối anh nằm mơ hay sao anh đập bụp. Thôi rồi, đau thôi. Dạ đau anh, em tức quá. Em kêu dậy cho bằng được luôn. Dạ, cái ủa sao vậy, ủa có chuyện gì vậy, mặt ngây thơ không biết gì hết, kêu anh nằm mơ. Tôi đến ngày hôm sau ủa chị mơ đêm nào mơ đánh lộn vậy đó. Dạ hả, trời? Có 2 đêm mà sau về sau em tức quá em đánh lại quá trời luôn. Mơ đánh lộn với khách hàng hay sao? Dạ không phải, lần đầu nghe vợ kể là ủa sao đời chồng đánh vợ thì em vẫn chưa tin, nói sao mà đánh được, thương còn không hết làm sao mà đánh được. Cái lần thứ hai cũng vậy, nhưng mà lúc sáng dậy thì thấy mắt vợ bầm, với lại cái nhẫn của em này quấn lúc mà ấy thì có xẹt một cái đường ngay trên mặt vợ em. Trời, thì lúc đó thì mới tin là do tối mình ngủ thì mình có cử động tay chân, nhưng mà do là em là người chơi vận động nhiều nên nhiều khi là mình không có kiểm soát được. Bây giờ vậy thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ thì theo em thì em mong muốn vợ em là biết quan tâm đến sức khỏe mình nhiều hơn xíu. Thì vợ em là đang có giống như là đau bao tử á, đau mà đau quặn quặn quại luôn. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà không, vợ em vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Tại vì mình sắp tới hai vợ chồng mình đang cũng rất là mong muốn là có em bé, thì vợ hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn xíu nữa để mà sau này có con thì mình còn chăm sóc cho con được. Còn vợ thì mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em thì mong muốn chồng em thay đổi là gọn gàng một chút, ảnh chăm sóc cho bản thân ảnh tốt hơn á, ảnh gọn gàng hơn thì mai mốt ảnh mới phụ em chăm sóc cho em bé được. Thứ nhất, thứ hai là muốn anh này ảnh kiểu
năng động lên. Có nghĩa là khi mà mẹ chồng em nói cái gì đó hoặc là khi em nói cái gì đó thì anh sẽ làm liền. Còn anh này anh kiểu anh đợi nói cả 5-6 lần anh mới làm á. Thì cứ từ từ. Dạ đúng rồi, anh cứ từ từ á, tính anh hơi lề mề một chút á, cho nên em muốn anh thay đổi cái tính đó. Nghĩa là nhanh nhẹn hơn. Thực ra hai bạn đây là một cặp đôi rất là thành đạt luôn, cả hai vợ chồng. Bây giờ cái điều mà các bạn mong muốn nhất á là có một đứa con. Dạ. Để cho ông bà nội, ông bà ngoại là thỏa mãn. Yeah. Đúng không? Yeah. Và chắc chắn là khi mà các bạn có con rồi thì hạnh phúc sẽ nhân đôi nhiều hơn. Yeah. Là bởi vì cả hai bên gia đình cũng đang rất mong mỏi cái điều đó. Rồi, cảm chúc em chị hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, chào em. Nên tôi hôm lại gặp nhiều trục trặc. Dạ, rất là hồi hộp, chẳng biết làm gì hết. Nhưng mà cũng may á là sau việc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi, thì chị mới tâm sự với em. Em mới ngồi, em nói, chị ơi, tụi em quen lâu vậy đó, nhưng mà chưa gì hết trơn. Tối nay em biết sao nữa, em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có chuyện đạt không? Dạ. Cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là rung bừng bực luôn á. Hầu như là em tới nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Wow, một cặp vợ chồng rất là trẻ trung. Đúng mới rồi. Bước ra tưởng được hot boy, hot girl không ạ? À? Hai em có thể giới thiệu về mình? Em tên là Nguyễn Anh Đức, em 27 tuổi. Thì nay là giáo viên và ngoài ra còn làm MC nữa. Wow, giáo viên và MC hàng gì cũng giọng rất là ẩm. Anh nói lưu loát quá. Nhưng mà 27 tuổi như vậy là em quá trẻ so với lứa tuổi của mình đó. Dạ. Nhìn chị tưởng tụi em cỡ 21-22. À, hai nói vậy chứ. Vậy hả? Còn em? Em tên là Huỳnh Mỹ Diệu, năm nay em cũng 27 tuổi. À, hiện là giáo viên và là diễn viên múa. Wow, đây nè, bây giờ để biết thể là em có thể đoán cho em biết là chắc có lẽ là Diệu đi múa trong một cái đoàn nào đó và trong một chương trình nào đó và vô tình gặp ông xã của Diệu đúng không? Thật ra không phải vậy, tụi em gặp nhau cách đây là 10 năm. 10 năm. Dạ, tại một ngôi trường cấp 3. Dạ. 17 tuổi đúng không? Dạ không, 15 tuổi. Mười năm tuổi. Dạ, bây giờ em cưới được 2 năm. Là đã cưới nhau được 2 năm. Quen nhau 10 năm, cưới 25 tuổi thì lấy nhau. Chắc chắn cặp vợ chồng này sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Lúc đó hai chị học lớp 10 và hai đứa học khác lớp nhau. Hôm đó thì ở trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, thì em có nghe nói là cái lớp bên cạnh có cô gái nó hát hay lắm. Thế bắt đầu là em thăm dò đối thủ của mình. Dạ. Tức là em được, em là người đại diện cho lớp em. Dạ đúng rồi. Còn bạn này là người đại diện cho lớp bạn. Dạ. Hai bạn coi đối thủ của mình sao đó phải không? Thì sau cái cuộc thi văn nghệ đó thì em cũng không để ý tới ảnh đâu. Vì người gì đâu mà nhỏ xíu lùng kịp. Ông nho ông nhát à. Lúc đó anh đứng ngang bằng em mà. Tôi nói thật ra em chưa có dậy thì nữa. À, trời ơi, chưa dậy thì. 15 tuổi chứ gì? Dạ, em cao khoảng 1m45 mà nặng khoảng dưới 40kg thôi. Chà. Dạ. Là bé nhỏ thì. Nhưng mà được cái là lúc đó em hát ở phòng trà, cho nên là lúc đó em biết chạy trước rồi chưa có diện. Cái gì? Lớp 10 là đấy đi hát xong phòng trà. Lúc đó chưa vỡ giọng nên hát giọng nữ. Có nhớ là lúc đó anh hát bài gì không? Hát chẳng hạn như là Trống Vắng. Em hát thử bài Trống Vắng rồi. Giờ đây sao trống vắng, nhớ em anh buồn, buồn vì sao? Lúc đó đối thủ là hát nhạc của ai? Dạ thì em vẫn hát nhạc học sinh thôi. Lúc mà thi văn nghệ thì em hát bài Phố Xa. Phố Xa. Em dạ. Nghe câu. Phố xa ngỡ như thân gần. Đi bên em chiều trên phố vắng, mơ về một ngày có mưa em về. Về cái nhìn ban đầu về chồng em, chắc có lẽ là chồng em ngày xưa chắc cũng tươm tất, cũng lịch thiệp giống như bây giờ đúng không? Dạ, cái lúc mà đi học là mặc quần ống le, giày mũi nhọn vậy nè. Rồi tóc thì chảy chuốt, lúc nào cũng bóng loáng trơn và xịt dầu thơm, thơm phức luôn. Kể cho tụi chị nghe cái ấn tượng đầu tiên mà lúc mà hai đối thủ gặp nhau thì như thế nào? Thấy cô bạn rất dễ thương, rất là hiền nữa, cho nên là lúc nào em thích đối thủ của mình. Rồi lúc đó sao? Tại vì anh cũng nhét lắm, cũng chẳng đi. Dạ. Hôm đó em nhớ là đang ngồi tại ghế đá trong sân trường, ảnh chạy lại bất chợt thì đưa cái gói quà cho em. Rồi chạy mất tiêu luôn. Em chưa kịp ngẩng mặt lên để nhìn là ai đã tặng nữa. Anh thường xuyên là như vậy. Anh mặc dù là đứng gần khoảng có 2 mét thôi mà anh cũng không dám tặng quà nữa. Anh phải nhờ người khác tặng. Em ngại mắc cỡ. Tại vì mối tình đầu nữa mà. Cho nên em chưa có kinh nghiệm gì cả. Cái lần đầu tiên á, tụi em có thể tiếp cận ngồi gần nhau để có thể nói bằng lời được. Thì lúc đó nó như thế nào? Lúc đó thì sang nhà người bạn ăn uống. Thì sau khi ăn xong thì em thấy bạn của em đi ra ngoài võng ngồi. Thì lúc đó em mới mạnh dạn mon men đi theo để ra ngồi chung. À, anh khều cái vai em. Ok. Ê, cho ngồi ghế dưới.
em cũng nhích qua cho ngồi mà mình im lặng một hồi, xong rồi mới quay qua mới nói ức đí yêu y yêu gì. Có hiểu không? Cái gì nói lớn dạ em là... nói là ức đí yêu y yêu gì. Ủa ông nói tiếng nước nào? Dạ. Cái đó là tiếng lóng mà phổ biến 10 năm trước. Rồi anh hỏi em có hiểu không? Em cứ giả vờ nói gì chẳng hiểu gì hết trơn em hiểu rồi không, không có anh hồi nãy là em dùng cái từ giả vờ có nghĩa là em đã hiểu mà em giả bộ đúng không? Dạ tạm thời là em cũng hiểu hiểu. Bắt em nói lại nhiều lần đến nỗi mà em bực nhưng mà em lại ngại không dám nói thật. Thì lúc đó thì có một người bạn sau lưng mới la lớn lên là thằng Đức nó yêu dịu đó. Nhưng mà em cảm thấy là hơi bị nhục bởi vì tỏ tình cũng để người khác nói dùm nữa. Như chị đồng ý nữa. Lúc nào thì mới đồng ý? Dạ, phải nói là đợi năm sau nữa để xem thái độ của em thế nào. Đó là lớp mấy? Lớp 10 gặp nhau. Lớp 11 mới nói được câu đính lóng đó. Rồi đợi lớp 12 mới cho đồng ý là yêu. Thì trong khoảng thời gian mà tụi em hẹn hò đó, anh nói là anh không biết chạy xe đạp. Toàn là em chạy không mà em chở. Có một lần là có hai cái anh chàng anh chạy lên anh cứ ghẹo em. Anh nói bé ơi em dễ thương quá. Thì ngồi đằng sau tức lắm chị. Thì hai người này thấy vậy thì cứ chạy theo, cứ trêu, cứ nói là bé ơi bé chở em trai đi đâu vậy? Trời em trai em dễ thương quá. Trời ơi, lúc đó anh ngồi sau lưng em nhéo bạn gái em. Dạ anh ngồi sao không nhéo không ngắt thằng kia? Em tức lắm nhưng mà tại lúc đó mình chưa vậy thì chưa còn nhỏ con cho nên mình không có dám phản ứng lại, mình sợ mình sẽ đánh không lại người ta. Đúng rồi, cho nên mình im luôn, ngồi yên cho mình cứ nhéo bạn gái mình kìa, gì người ta gọi kìa, ta gọi kìa. Trời ơi chắc vậy dở luôn cái eo bằng tiếng. Vừa chạy đến trường á thì em xuống xe, ảnh giận ảnh ngồi hoài trên xe anh không chịu xuống vậy đó. Em như trẻ con á, giận ngồi yên. Trẻ con chứ còn như gì nữa. Dạ rồi không lẽ tới bây giờ vẫn không biết chạy xe đạp? Tao có vụ án đó là em tức là quyết tâm em tập đạp xe đạp để không bao giờ cho bạn gái mình chở mình nữa. Vậy hả? Rồi chồng của em lúc đó thì quá trẻ con, vậy thì bao lâu thì em mới thấy được một sự thay đổi? Sau khi học hết cấp 3 thì em cảm thấy ảnh càng ngày càng chững chạc. Nói nghe nè, hỏi câu tế nhị nha, ở cái tuổi khoảng chừng 20 cho đến 25 là đã tương đối là chững chạc nếu như lúc đó bắt đầu yêu đúng không? Yeah. Và có thể hiểu biết được những cái kiến thức sơ đẳng nhất trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì chị rất là muốn biết là tụi em có giữ gìn được cho nhau cho tới cái lúc tụi em cưới nhau không? Rất là trong sáng chị ơi. Cái thời gian đầu là em chưa dậy thì chắc chắn là không làm được gì rồi. Khi mà dậy thiệt phải cái lúc đó. Em hiểu. Thôi ra nè, bây giờ anh không muốn hỏi là trong cái giai đoạn là dậy thì nữa, mà bây giờ anh muốn hỏi cái giai đoạn dậy rồi. Em dậy thì rồi á, trong cái tư tưởng của em phải gọi là cổ hủ phong kiến á. Em không muốn đi xa. 100% là tình yêu của tụi em trong sáng, nó ngây thơ lắm. Tụi em giữ gìn cho nhau. Có đêm tân hôn không? Dạ có đêm tân hôn nhưng mà đêm tân hôn lại gặp nhiều trục trặc. Dạ rất là hồi hộp chẳng biết làm gì hết, nhưng mà cũng may á là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi thì chị mới tâm sự với em mới ngồi em nói chị ơi tụi em quen lâu vậy đó nhưng mà chưa gì hết trơn, tối nay em biết sao nữa em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có truyền đạt phải không? Dạ cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là rung bừng bực luôn á, hầu như là em phải nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Sau khi cưới nhau rồi á thì em có nhận ra được cả chồng của em có một cái điều gì đó nó khác hơn so với trước đây không? Thì mới bất ngờ là ảnh thích xem hoa hậu. Ảnh cực kỳ thích xem hoa hậu. Bây giờ thậm chí anh hỏi ảnh xem là người nào tên gì, hoa hậu đó đăng quang năm nào, giải gì là anh nói được hết. Anh thấy đàn ông mà mê xem hoa hậu là chuyện bình thường thôi, anh cũng đi xem bình thường thôi. Chị hơi thắc mắc gì nè, em mê hoa hậu như vậy tại sao không có ý định đeo đuổi một cô hoa hậu nào mà em lại là đeo đuổi vợ em suốt 10 năm như vậy? Em đầu tiên là tại lúc em mới 15 tuổi là em đã bị vợ em chiếm trọn trái tim rồi. Cái thứ hai là cái chiều cao của em không cho phép khi mà quen với lại người mẫu hoa hậu. Em lùn quá mà. Rồi chồng em ngoài mê hoa hậu ra thì chồng em còn có cái tính gì nữa không? Ảnh cực kỳ kỹ tính, ảnh kỹ đến nỗi mà tóc em rụng xuống ảnh lật đật ảnh chạy lại ảnh lượm ảnh bỏ vào sọc đó kèm theo cằn nhằn nữa, tóc gì mà rụng hoài. Dạ hồi nãy giờ vợ em nói u một khuyết của em rồi, bây giờ vợ của em là khuyết và u của vợ em như thế nào? Vợ em thì là một người hay giận, giận vô cớ nữa. Em đi đâu không nói cũng giận, em làm gì không bảo cũng giận, nhiều khi học sinh gọi điện thoại cho em hỏi thăm bài vở rồi cũng giận nữa. Em cũng không hiểu sao là học sinh lại quý ảnh như vậy nữa, nhiều khi hả ảnh đi dạy về thỉnh thoảng cứ đưa một cái lá thư tỏ tình, đưa một món quà học sinh tặng. Thấy chưa? Và
không ngừng ở đó có một số học sinh gọi hỏi trực tiếp: thầy ơi, bây giờ con yêu thầy, thầy tính sao? Nhưng mà em biết là học sinh nó ngây thơ lắm, nó chỉ nói vậy thôi chứ nó không nghĩ sâu xa đâu. Chắc không đó, học sinh ngây thơ. Em sao vậy, tự nhiên em đốt nhà anh ta? Em hay quá ha. Không, bây giờ thật ra bây giờ hôm nay nồi nói chuyện với nhau là có cái gì phải nói quỵt tẹt ra, đúng không? Đó, anh muốn nghe một cái đợt xấu gì đó của chồng em mà là trong đời sống hàng ngày mà em phải gặp. Cực kỳ nóng tính. Cái gì có người này mà nóng tính? À, ví dụ như mình đang nói chuyện như thế này, thí dụ rồi mình gọi thì anh nói là đang bận rồi, mệt quá anh, hát nói đi. Nhưng mà thực ra với cái điều em kể chị thấy là đâu có nóng đâu. Em mà khi mà dựng lên hay là nổi nóng á là đồ đạc nào gần tay em là em cầm em chọi hết. À, và em chọi chỗ khác chứ không có chọi vợ em. Ghen vợ hả? Dạ ghen chứ. Ví dụ như là lúc nào cũng muốn vợ xinh đẹp, đồ đẹp, gáy là phải ôm có đi khác để tôn dáng vợ lên. Thế mà đi ra đường á, ai mà liếc mắt nhìn cái là kéo áo lên, kéo váy xuống khép chân lại. Thôi vậy kể từ lúc này anh chỉ nhìn em thôi, anh không bao giờ nhìn vợ em nữa. Vậy thì cái tính hay ghen của em á, em có kiểm tra vợ không? Chắc là vợ kiểm tra em. À, kiểm tra em hả? Em thường xuyên gọi điện thoại. Ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đi với ai vậy? Anh ăn gì chưa? Lúc đó là em bực bội đó. Tức là vợ thì kiểm tra chồng bằng cái hình thức đó. Dạ. Yeah. Rồi có khi nào em bị chồng kiểm tra trên một cái hình thức khác chưa? Đó, kiểm tra. Chồng em kiểm tra chắc chỉ kiểm tra răng em. Ủa là sao? Vậy? Anh quá kỹ tính và quá sạch sẽ. Nên một ngày anh bắt em đánh răng 2 lần. Đối á, mà em hỏi mà đánh răng chưa, mà giả bộ mà nói đánh rồi á là em sẽ kiểm tra. Vậy em nhìn nó làm cái đánh răng chưa là rồi liền. Hèn gì nãy giờ nhìn nhòm răng vợ bạn thiếu trắng tươi à. Trời ơi. Vậy bây giờ đó thì em muốn vợ em có những sự thay đổi gì? Bớt dựng vô cớ lại, cho em có sự thoải mái á. Thế còn em muốn thấy chồng em thay đổi cái gì? Bớt nóng tính lại. Chịu khó lắng nghe vợ. Chị chưa gặp một cái cặp lạ lùng mà nó lạ kỳ mà nó thi vị như là cái cặp vợ chồng của tụi em. Tại vì tụi em đã trải qua một cái quá trình gắn bó 10 năm yêu nhau như vậy. Đó là một cái khoảng thời gian mà nó không phải là ngắn. Nhưng mà nó đặc biệt hơn những cái tình yêu khác là vì nó xuất phát từ lúc mà em còn là gọi là thiếu nhi. Đó, cho nên là em giữ gìn nhau nó cũng chẳng khó khăn gì. Bởi vì sao? Ghen của vợ em á, nó là một cái bản năng của phụ nữ. Tất cả các bà vợ trên đời đều có những hành động cử chỉ đó khi còn yêu chồng mình. Nhưng ngược lại, chồng em mà nhiều học trò thần tượng như vậy, có nghĩa là chồng em là một người rất là tốt, người thầy rất là tốt. Cho nên cái chuyện đó là em phải hãnh diện. Nghe, đã chứng kiến vậy thì rồi nè, đã chứng kiến trưởng thành rồi nè, bây giờ chứng kiến nhau lúc mà thành lão đi, coi nó ra làm sao. Cảm ơn chị. Mỏi quá, 3-4 giờ sáng rồi, mệt quá rồi. Ngủ luôn. Ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi, vợ em mới khều nó, giờ em về. Em mới tức, tôi mình. Mày làm gì sao? Cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai, đúng không? Mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế. Trong lòng như thế, sao không làm cái gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng tới sáng. Dạ, rồi khi đưa em về á, thì em nghĩ trong lòng, anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Em hỏi anh làm cái gì vậy? Em nói, tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè. Tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi. Mộng ghen. Ông tưởng tượng ông làm ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn nha. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Vậy à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà rồi. Ở đâu vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở Chợ Lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang, năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó,
ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là ảnh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Chị, em quay qua em nói ủa sao biết em ế? Ổng nói thôi vô đi, đúp này á trai đẹp nhiều lắm. Cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á, mê trai á, nghe là răng răng. Em bay vô liền. Em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á, giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. À, người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi đó, thả thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn. Lúc có đó, phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chích chát với những cái phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. À, hết. Dạ, em rồi. Nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật, hay là em có bản đồ không, anh có anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy, thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương, em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đó. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi em luôn chị, em một phát một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai, chập hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúp. Cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á. Thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy lôi kéo lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh có hát có hay không, thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi dạ. Tiệc đó là có uống rượu bia không? Dạ không. Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm, mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được có về đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó nè. Rồi, kiểu này vô rồi. Vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga, nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cứ tử thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái lòng em á là em nghĩ là thì lỡ vô nằm mình giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi. Rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi. Ngủ luôn. Ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về. Em mới tức. Em tức cho mình. Mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai đúng không? Mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế. Là đúng rồi, dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ dạ, nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng những cái sao không làm gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng dạ, tới sáng. Dạ, rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt. Chắc mình phải tìm hiểu. Ghi điểm đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường hết đi về tới nhà đâu. Đưa tới nửa đường ổng quay đầu vậy? Xe ổng bay về luôn rồi. Ổng xa quá. Xa quá em rồi. Em nói thôi, giờ nhà em có việc.
thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất á là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da giờ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi, đúng mẫu người mình rồi. Rồi lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn á chị. À vậy đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách, bạn cái style bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công rồi. Em không công công dạ, đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi, sao tao nhìn mày giống bê đê quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má, đó môi đỏ chói à. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 dạ, hay không á. Dạ xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hờn. Dạ ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài à, người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi, em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em á rất là hợp, mà và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu. Anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân và bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, dạ nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghĩa thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Vợ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà. Có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ, lúc đó em thấy rất là háo hức. Em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu vỏ lãi đó. Dạ đúng rồi, vỏ lãi như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá anh nhắc nè. Bắt đầu em bị tụt cảm xúc, bị hụt thở luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy. Mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cái là cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cứ cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á, thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em mới bắt đầu là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè mình phải đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che. Dạ. Phải bảo bọc. Nhưng... cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm có em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu ra mà 2% có nghĩa là gì nữa? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ cái phần gì biết không? Bốc phốt Dạ. Đây gặp mặt đó sao xem có thật xấu gì không xem? Thú vị lắm nè. Thật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em thì em nhà em là cái tánh em là thích gọn gàng, kỹ nữa. Mà vợ em thì hay bừa bộn á. Em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi. Thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á, trả giá hẹn giờ không mà chút đi, để từ chút từ đi. Từ từ. Mà từ từ là không có làm. Mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm.
còn gì tật xấu nữa là thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm, là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm, như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen, ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á, thì Facebook của em á, coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, có như lắm là không hết. Giảm tương tác á. Hình em đăng thì á, dưới có dưới 30 like. Rồi, trước khi có vợ là chắc 100+ đúng dạ, không? Dạ, dạ, cũng tạm tạm vậy. Còn 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia sáu múi to con vậy nè, ổng đòi hẹn, ừ mày ra đây đi tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy nó ra đấm một phát, một nằm sách xả lai là ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á vịn cái tay vô tường cũng cho nữa, sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, sinh tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm lem bèm á, bị dạ, bệnh lem dạ, bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á, nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra, ổng được, ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Dạ thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á, thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái liếc qua ông bên, rồi chuẩn bị chạy ngược, chạy vòng cái nhà, mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao? Ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi mộng ghen. Ông tưởng tượng ông làm ông có thằng giao cách cảm á, mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là hai ngày là đi ngang nhau, là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó đó. Rồi nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ, chừng nào mơ mới bệnh nó phát. Mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Dạ. Nhưng mà ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Không có không có, ngủ nằm kế em mà kêu này, mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu ngồi vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lem bèm. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lem bèm đi đúng không? Em thì em cũng mong là trên chương trình này anh bớt, anh lảm nhảm giùm em đi, tại vì á, có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lảm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? À, em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn, tại vì em biết á là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực, với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Chứ bình thường ăn cơm cũng tiệm không. Ủa con hai mấy tháng? Quải quá. Dạ 13 tháng, nó chạy nhảy dữ lắm. Đâm ra cái đó mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nó. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó nha. Ăn cơm của vợ nó. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm, đi ăn cái gì là sai em lấy đồ, rồi sai mà giống như là một con ở vậy đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm người phụ nữ, là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết. Từ khi mà dạ. Từ khi lấy về á là nó bị lật kèo, lật ngược thế cờ đúng không? Là mọi thứ là em làm hết. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe, và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều.